Bây giờ thì chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Như thường lệ, chúng ta có ngày Chủ nhật là ngày mà Chúa cho tạo dựng nên cho chúng ta để chúng ta nghỉ làm tất cả các công việc của mình để thờ phượng Chúa. Quý vị có sẵn sàng để ca ngợi và thờ phượng Chúa chưa? Không chỉ chúng ta ở đây đâu, cả nước Mỹ đang thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên ở trong sự ban phước của Chúa chúng ta và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau trước khi chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa và những bài hát sáng hôm nay. Rồi, bây giờ xin chúng ta cùng đến với Chúa sáng hôm nay. Mỗi người trong chúng ta xin Chúa ban ơn, đầy ơn của Ngài ở trên mỗi chúng ta. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về sự nhân từ của Ngài. Chúng con đến trước mặt Chúa với lòng vui mừng. Xin Chúa ở cùng chúng con. Ngài làm cho lòng của chúng con tràn ngập sự sung sướng và phước hạnh. Cảm ơn Chúa vì Ngài cứu chuộc chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài tạo dựng nên chúng con để chúng con ngợi khen và chúc tôn Chúa. Cho nên Chúa ơi, tất cả những sự lo lắng nào trong cuộc đời của chúng con, xin Chúa cất ra khỏi chúng con giờ phút này. Chúa ban phước cho cả nước Mỹ này trong sự thờ phượng Ngài sáng hôm nay, cùng với hội thánh của Chúa, hội thánh Việt Nam ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Xin Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi chúng con. Ai trên đường đang tới đây, xin Chúa đưa tới đây bình an ở trong sự chúc phước của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng thấy và chúng con bởi đức tin nhận biết được rằng Chúa đang hiện diện với chúng con sáng hôm nay và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng ta, chỉ có Chúa Giêsu của chúng ta. Vâng. Only Jesus. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi còn hàng kỷ nhớ. Chúng tôi suy xét sự đáng thờ phượng. Suy xét sự
Amen. Cảm ơn Chúa. Chỉ có một mình Chúa Giêsu của chúng ta là được ban sự bình an cho chúng ta, hy vọng ở trong Ngài. Chúng ta cảm ơn Ngài. Chính ai dựng nên được với trời cao, chính ai dựng nên được với trời cao. Ban lời chim ta để hết buồn ngàn tình cứu, Chúa ban hồn linh cho loài người. Để cảm đặt sân mình đến nơi ngôi trời Cha thân. Một vinh quang thuộc Chúa, có cả Chúa, Chúa cầu xin của Giêsu. Một vinh quang thuộc Chúa, vinh quang Chúa, đất hoàng đại lớn. Dựng nên thế gian này, chúng ta ngợi khen Chúa một tràng pháo tay thật là lớn và thật là dài buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa của chúng ta, phải Chúa ơi, thật lớn tiếng ngợi khen Chúa, không đủ tiếng để có thể ngợi khen Ngài và những việc Chúa làm ở trên chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Shout to the Lord, ca vang danh Chúa tiếp tục. Nếu chúng ta không ngợi khen Chúa thì Chúa sẽ làm cho vật chất của thế gian này đá cũng sẽ ngợi khen Chúa Trời của chúng ta nữa, quý vị. Cho nên để đừng có để cho những cái điều đó. Và dĩ nhiên hàng ngày chung quanh chúng ta muôn vật ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, phải không ạ? Ở trước cửa nhà tôi có một cái cây và tôi rất là vui vì trong cái dịp mà mùa đông tới, mùa thu và mùa xuân rất là đẹp. Quý vị biết tại sao? Tại cái chim hót. Và mùa hè đó thì chim hết hót. Quý vị biết tại sao? Tại nóng quá nên nó bay đi chỗ khác hết. Và khi mà chim hót á, chúng ta để ý á, nó đang ngợi khen Đức Chúa Trời đó quý vị. Lá mà nó mùa thu hay là mùa gió mà gió thổi lá nó sao động, nó cũng đang ngợi khen Đức Chúa Trời quý vị. Bài hát này nói về điều đó buổi sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta. Chúa Giêsu hằng cứu rỗi, sẽ chẳng có ai như Chúa. Lòng an yên
Sáng hôm nay một lần nữa chúng ta hiệp chung với lại cô Diễm và cô Diễm cầu nguyện tạ ơn Chúa về sự giáng hiến sáng hôm nay. Xin mời cô Diễm. Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã tạo dựng nên chúng con, là đấng đã tạo nên trời đất này. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng con được vinh hạnh ngồi ở trong nhà của Chúa, được ca vang danh của Chúa, được tôn ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa đã tìm và cứu chúng con. Và ngày hôm nay Ngài có đưa gia đình các anh chị em chúng con đến đây. Chúa ơi, anh chị em chúng con mới đến đất nước Mỹ này còn rất là bỡ ngỡ. Xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng và Ngài nâng đỡ giúp đỡ những bước đường anh chị em chúng con. Và từ đây chúng con sẽ gắn kết và trở thành một gia đình ở trong Chúa, để chúng con yêu thương, chúng con chăm sóc và chúng con nâng đỡ đức tin trong sự nhờ cậy Chúa. Và buổi sáng ngày hôm nay xin Chúa cho anh chị chúng con mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Bởi vì chỉ có một Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và lẽ thật. Chúa ơi, những người nào có Chúa Giêsu trong lòng thì môi miệng và tấm lòng luôn luôn bình an và ngợi khen Chúa mỗi nơi mọi lúc. Cảm ơn Chúa vì sự vận hành của Đức Thánh Linh Chúa, sự hiện diện của Chúa buổi sáng nay trong phòng này. Chúng con có món tiền dâng lên cho Chúa, xin Chúa sử dụng những gì chúng con dâng buổi sáng nay để Chúa làm lợi ra cho công việc nhà Chúa. Để qua cái món dân này, Chúa ơi, Ngài đẹp lòng, Ngài ban phước lại cho chúng con, ban phước lại công việc của chúng con, ban phước lại hạnh phúc gia đình và việc nuôi dạy con cái của chúng con. Và ở nơi chúng con làm, Ngài chúc phước vẹn toàn. Chúng con cảm ơn Cha và thành kính sầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi hội thánh an tọa, tôi xin mời quý vị quay qua cái người bên phải, bên trái chúng ta. Chào mừng bạn đã đến với hội thánh của Chúa sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Vâng, chào đón ban thờ phượng. Vâng, mời bác thờ phượng. Chúng ta đã xong phần thờ phượng rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần hướng dẫn của chấp sự Thiên Ân. Xin mời chấp sự Thiên Ân lên đây để tiếp tục hướng dẫn hội thánh ở trong sự thờ phượng Chúa. Vâng, cảm ơn hội thánh trong sự ấm áp mà Chúa cho chúng ta sáng hôm nay. Xin mời quý vị cùng an tọa và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần hướng dẫn của chấp sự Thiên Ân. Xin kính chào. Xin xin lỗi vì trục trặc kỹ thuật. Xin kính chào hội thánh Chúa và
quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Và buổi sáng hôm nay chúng ta rất là vui mừng có những anh chị em người Việt mà từ Việt Nam qua định cư bên Mỹ. Ở buổi sáng hôm nay thì có anh chị Thuận Trần và mình phải nói đúng là chú của và chú còn anh chị Thuận Trần và Trâm Anh là cô mặc áo màu đen đằng sau chú Thuận và ba mẹ con chị Chi, con trai là Nhật An và một cái Huy. Ok dạ. Yeah. Xin chào đón quý vị và hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta vỗ tay để chào đón họ. Dạ cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng lời của Chúa hứa cho chúng ta rằng sự thờ phượng của Chúa của chúng ta bởi hai ba người nhóm họp lại thì Chúa hiện diện với chúng ta. Nên quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đến với Chúa hát thờ phượng Chúa rất là vui mừng, bởi vì chúng tôi biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng hiện hữu ở khắp mọi nơi. Một trong những đức tính của Ngài á là Ngài không phải là chỉ Đức Chúa Trời của người Mỹ không, không phải của người Do Thái không, nhưng mà Ngài là đấng tạo hóa, nên Ngài là Đức Chúa Trời của mọi dân tộc và bao gồm người Việt Nam của chúng ta nữa. Nên khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta biết rằng Ngài ở khắp mọi nơi thì chúng ta rất là vui mừng, phải không? Amen, amen. Amen. Và thường khi anh hướng dẫn chương trình thì anh hay chia sẻ một câu kinh thánh để khích lệ chúng ta trong bước đường đi theo Chúa. Và buổi sáng hôm nay câu kinh thánh này ở trong sách Timôthê nhất đoạn 6 câu 6 nói như vậy: sự tin kính cùng sự thỏ lòng chính là nguồn lợi lớn. Thường thường ở nhà thì Vi rất là thích nấu ăn, nên Vi có công thức nấu ăn, nên khi mà học kinh thánh anh cũng liên hệ tới những công thức nữa. Anh cũng thích về toán học đồ nên anh hay liên hệ với công thức để nó dễ nhớ. Thì cái lời nói rằng sự tin kính cùng sự thỏ lòng á, là giống như anh tưởng tượng nó giống như là A cộng B bằng C vậy. Và để có một kết quả C á, chúng ta phải làm hai công việc đầu á, là tin kính và sự thỏ lòng. Bởi vì nếu mà một trong hai cái A với B mà chúng ta không có, chúng ta sẽ không có hoàn tất cái C được. Chẳng hạn như là sự tin kính đi mà không có sự thỏa lòng á, thì chúng ta không thỏa lòng trong Chúa, chúng ta luôn luôn muốn chạy đi cái chỗ khác, chúng ta không tìm kiếm Chúa nữa. Hoặc nếu mà chúng ta thỏa lòng mà chúng ta không có tin kính Chúa, chúng ta thỏa lòng vào những cái gì của thế gian này á, thì chúng ta không có thờ phượng và tôn kính Chúa. Và cái sự tin kính Chúa mà anh hay thường chia sẻ á, nó bao gồm một cái nếp sống nó gắn liền với cái sự tin kính đó. Cái sự tin kính đó nó liên hệ tới một nếp sống. Và nếp sống cơ đốc mà những người đi theo Chúa là bao gồm họ phải cầu nguyện với đấng tạo hóa, không nói chuyện với Ngài. Và họ phải thờ phượng đấng đó. Cũng như buổi sáng hôm nay chúng ta đến phòng nhóm này là chúng ta thờ phượng đấng tạo hóa. Bởi vì Ngài là đấng tạo hóa rất lớn lao và Ngài đáng được sự ngợi khen của chúng ta, phải không? Chúng ta rất là nhỏ bé trong một cái vũ trụ, trong trái đất rất là nhỏ bé. Và bao gồm cái sự nếp sống gia đình. Nếp sống gia đình đó thì bao gồm Chúa là đấng chủ của nguyên cả gia đình, rồi có người cha, người mẹ, rồi con cái, và chúng ta có biết cái thứ tự của mình trong gia đình đó thì nó sẽ giúp ích chúng ta trong cái nếp sống này. Và cái điều thứ tư là nếp sống yêu thương. Có một lời mà anh học được từ những môn học liên hệ tới đức tin đó, thì chúng ta không có thể sống bởi đức tin nếu mà chúng ta không có yêu mến người khác được. Tại vì đức tin đó là Chúa là tình yêu. Nếu mà Chúa ở trong mình rồi, mình phải yêu người khác chứ mình không có cái đường lựa chọn nào khác hết. Và cái điều thứ năm đó là sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin có nghĩa là chúng ta phải thay đổi cuộc sống mình từ từ. Chúng ta đi bước đi với Chúa. Anh có thể hình dung được một người á, là mới đến với Chúa thì họ là giống như là một con em bé đi. Họ có thể đều là học, họ lớn lên và trưởng thành và đi học mẫu giáo. Rồi khi mà trưởng thành hơn thì học lớp 1 và lên lớp. Và nếp sống cơ đốc cũng vậy, để chúng ta biết Chúa nhiều hơn, chúng ta phải học kinh thánh nhiều hơn. Và để chúng ta biết Chúa nhiều hơn, chúng ta phải học cầu nguyện nhiều hơn. Và cái đó là cái cách mà chúng ta trưởng thành, để chúng ta tin kính Chúa là như vậy. Và thỏa lòng có nghĩa là chúng ta luôn luôn thấy được phước. Không phải là thấy là cuộc đời này là cái ly lúc nào cũng một nửa bị cạn hết. Chúng ta lấy cái ly lúc nào cũng một nửa đầy. Bởi vì chúng ta thấy được phước, thì chúng ta thấy rất là ô, cái phần đầy đó là cái phần mà tôi có và đời sống sung mãn là như vậy. Và tin kính và thỏa lòng nó sẽ giúp chúng ta gắn biết ơn Chúa và gắn với cái nguồn đó, là cái nguồn là đấng tạo hóa. Amen. Và buổi sáng hôm nay á, thì sau đó là chúng ta qua phần ngợi khen và thờ phượng Chúa và phần làm chứng.
Nếu mà quý vị trong quý vị có ai những ơn phước có những ơn phước trong những ngày qua, quý vị có thể chia sẻ để khích lệ ông bà chị em chúng ta trong hội thánh buổi sáng hôm nay. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 107 câu 1 nói là hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là Chúa. Vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thiện vì Ngài là đấng tốt lành, bởi vì Chúa là đấng tốt lành, phải không? Và sự nhân từ có nghĩa là cái sự tốt lành của Ngài ấy, nó còn kéo dài đến mãi đời đời. Chúng ta biết rằng hơi thở chúng ta có ngày hôm nay ấy, không phải tự nhiên mà nó có, không? Đấng tạo hóa ban cho mình. Và cái sự hiện hữu của chúng ta cũng vậy, đấng tạo hóa cũng cho chúng ta hiện hữu ngày hôm nay. Nên trong những ngày qua quý vị có những ơn phước nào quý vị muốn làm chứng lại để khích lệ Hội Thánh Chúa và ông bà anh chị em chúng ta, thì chúng ta có thể chia sẻ ngay giờ này. Dạ, có ai hay không ạ? Chị Huệ, chị có định làm chứng phần kế tiếp như chị nói từng trước không em? Tập 2 Dạ không có, thì chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ qua phần kế tiếp trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ qua phần thông báo buổi sáng hôm nay là Hội Thánh Chúa vẫn học Kinh Thánh mỗi tối thứ tư từ 7 giờ cho tới 8:30, và chúng ta vẫn còn học ở trên Zoom. Rất là tiện lợi, chúng ta nếu chúng ta có điện thoại thì chúng ta có thể gọi vào phòng Zoom cầu nguyện, học Kinh Thánh rồi cầu nguyện rồi thăm công với nhau cùng một cái buổi đó mỗi tối thứ tư từ 7 giờ tối cho tới 8:30. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Như là Đức Chúa Giêsu nói, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, không? Song nhờ mỗi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Nên thể xác chúng ta thì chúng ta có thức ăn bình thường để chúng ta ăn, mà chúng ta sống thì đời sống tâm linh chúng ta là lời của Chúa, là thức ăn. Rồi chúng ta vẫn cầu nguyện từ thứ hai cho tới thứ bảy, từ 6:15 cho tới 8:15 buổi sáng, do mục sư Giang Đông hướng dẫn phòng cầu nguyện. Nên quý vị có những nhu cầu mà cần cầu nguyện cầu thai thì quý vị có thể báo cho mục sư Đông hoặc là những người thường tham gia vào phòng cầu nguyện để cầu thai cho quý vị, hoặc quý vị có thể tham gia nữa để quý vị cùng cầu nguyện cho những nhu cầu. Và Chúa đã đáp lời rất là nhiều cái nhu cầu trong phòng cầu nguyện. Anh không biết, anh biết là 100 bao nhiêu cái nan đề mà được Chúa trả lời trong 4 năm qua mà phòng cầu nguyện đã đến với Chúa và cầu nguyện cầu thai khi mà mục sư Đông và chị Diễm thành lập Hội Thánh này. Và sau giờ nhóm thì Hội Thánh Chúa sẽ có đi thông công chung với nhau, ăn uống thông công với nhau. Nên xin kính mời tất cả mọi người đều tham gia để cùng đi ăn uống và thông công và trò chuyện với nhau sau buổi nhóm ngày hôm nay. Yeah. Và đó là cái phần thông báo mà anh có cho buổi sáng hôm nay. Và giờ này anh sẽ đọc lời Chúa trước khi mục sư Đông chia sẻ lời Chúa để khích lệ chúng ta qua sứ điệp là sự mong manh của đời người. Anh sẽ đọc từ trong sách Luca đoạn 12 từ câu 16 tới câu 21. Và bắt đầu từ câu 16 như vậy: Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Dạ, xin quý vị lắng lòng nghe lời Chúa qua sứ điệp của mục sư Giang Đông ngay giờ này với tựa đề là sự mong manh của đời người. Cảm ơn chấp sự Thiên Ân. Xin chấp sự cho xin cái chỉnh. Cảm ơn. Xin hân hoan
Chào mừng tất cả quý bạn chị em đã đến với Hội Thánh với thân thể của Chúa buổi sáng hôm nay. Quý vị, trong tuần lễ Chúa cho chúng ta ngủ ngon không? Ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay thì chúng ta có những người anh em chúng ta, vị khách của chúng ta từ quê hương sang định cư ở Hoa Kỳ đến đây nhóm với chúng ta, như chúng ta cũng vừa chào đón buổi sáng hôm nay. Nhưng mà có một điều đặc biệt trước khi tôi dùng cái lời đặc biệt của tôi chào, tôi nói nhỏ nhỏ, tôi hỏi Hương với Huệ coi, nói cái chữ, nói cái câu là Chúa Giêsu yêu gia đình anh chị lắm, nói tiếng Campuchia làm sao, tiếng Khmer đó, nói làm sao? Hallelujah, chúng ta cần nghe Chúa. Và Huệ đã nói giùm tôi rồi, cảm ơn Chúa mà công nhận Huệ nói hay quá. Hồi xưa giờ cổ ở trong Hội Thánh mà chúng ta chưa có nghe cổ nói nhiều về những cái tiếng như vậy, rất là hay. Cho nên sau giờ này đó thì chúng ta sẽ có cái thời giờ mà chấp sự Thiên Ân vừa thông báo là chúng ta sẽ đi ăn trưa với nhau, và chúng ta sẽ có nhiều dịp chúng ta nói về tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng mà hai chị em này phải chỉ cho tôi nói Giêsu yêu bạn đó làm sao. Tiếng Khmer tôi cảm thấy bức rứt, tôi muốn nói bằng tiếng Khmer cho mấy người bạn mới. Nói sao Giêsu yêu bạn? Và dài quá vậy. Rồi cảm ơn đã nói dùm. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết là lúc thành lập Hội Thánh tới ngày hôm nay đó, quý vị có cầu nguyện nhiều cho tín hữu người Khmer đến với Hội Thánh không? Nhưng mà hôm nay Chúa đã đưa tới rồi. Cảm ơn Chúa. Rất là vui và chào đón gia đình của anh Thuận và chị Trâm Anh, là sống ở Long An, là người kinh của chúng ta. Và gia đình của chị Chi, cháu Nhật Em và cháu Huy, là gốc Khmer và ở Trà Vinh. Cho nên chúng ta rất là vui về đón gia đình này. Chúa Giêsu yêu bạn bằng tiếng Việt, còn chút nữa nghe bằng tiếng tiếng Khmer thì hai chị em kia sẽ nói bằng tiếng Khmer với quý vị. Tiếng Anh là hãy xin mời quý vị nói Chúa Giêsu yêu Hội Thánh đi. Jesus love his church. Chúa Giêsu yêu Hội Thánh. Phải không ạ? Chúng ta qua đây chúng ta bắt đầu học tiếng Anh và chúng ta nói tiếng Anh. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta sẽ vào trong cái chủ đề mà chúng ta vừa mới nghe cái câu chuyện hồi sáng chúng ta mới vừa nghe qua thôi. Đó là câu chuyện dụ ngôn, một trong những dụ ngôn hay là những cái câu chuyện ngụ ngôn hay nhất ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đã từng được nghe tới. Chúng ta nghe đến cái câu chuyện của người con trai hoang đàn rồi. Sau cái câu chuyện đó, trước sau cái câu chuyện này là cái câu chuyện người con trai hoang đàn. Không biết là tác giả Luca sắp xếp cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà chúng ta được nghe cái câu chuyện này, một trong những câu chuyện mà nhắc về chúng ta rằng có một người kia rất là giàu có, giàu lắm. Tôi không biết ông giàu như thế nào, nhưng mà ông chịu khó làm việc, là một người tốt, siêng năng, cần cù, làm việc, lao động, chăm chỉ. Và cuối cùng ông trở thành một người rất giàu, một ông chủ. Và một ngày kia thì ông chưa chịu dừng lại chỗ đó, như cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đó, thì ông muốn xây dựng thêm nhiều những cái vựa lỏng để mà chứa lúa. Nhớ miền Tây chưa? Chứa lúa rồi trồng trọt rồi trồng vườn này kia. Ông dựng lên thêm nhiều cái kho lửa vẩm như vậy, và ông trở nên giàu có hơn. Chưa dừng lại chỗ đó, ông tiếp tục xây và nói rằng mình phải làm việc nhiều hơn như Kinh Thánh mô tả cho chúng ta đó. Rồi cuối cùng thì một ngày kia thì ông nói thôi bây giờ mình nghỉ lại, mình nghỉ ngơi đi, mình giải xả đi, thôi bây giờ mệt rồi, giàu có vậy đủ rồi. Và ông nói với linh hồn của mình rằng thôi bây giờ thì hãy nghỉ ngơi, ăn uống. Hồi nãy thì người hướng dẫn Kinh Thánh cho chúng ta đọc mà không có cái phết chỗ đó là thôi hãy nghỉ ngơi ăn. Chúng ta đâu nghỉ ngơi ăn, nghỉ ngơi rồi ăn uống ha. Phải làm cho cái cơ thể của mình phải đãi thân thể của mình cho nó đàng hoàng chút xíu, rồi đó giờ làm cực quá. Nhưng có một điều đã xảy ra và vô cùng cảnh tỉnh chúng ta, đó là ngay cái đêm đó đó, ông ta đã chết. Quý vị đọc lại cái phân đoạn Kinh Thánh này, nó làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm, phải không ạ? Kinh Thánh nói rằng chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Và đó là câu chuyện của loài người chúng ta đó. Câu chuyện của con người chúng ta hiện nay, nó xảy ra xưa rồi, lâu rồi, 2000 năm trước con người vẫn lao động, vẫn cực nhọc, vẫn
cố gắng duy trì cuộc sống, xây dựng cho mình một cái tương lai thật là tốt, phải không ạ? Và cuối cùng thì Kinh Thánh nói rằng người đó đã chết đi ở trong cái đêm đó. Thật là uổng, phải không ạ? Cho nên qua cái thông điệp này nhắc cho chúng ta vài điều, quý vị. Tiếc cho cái người giàu có này, bởi vì anh không hưởng được thành quả của công lao mình, bởi vì anh không có quyền quyết định số phận của mình, anh không có quyền quyết định sống nữa hay sẽ chết. Nhưng anh có thể lựa chọn cho số phận của mình. Quý vị, hồi sáng tôi nghe chấp sự Thiên Anh nói một câu rất hay là cái sự phước hạnh đó, nó ẩn đâu đó, nó núp ở trong đâu đó trong cuộc đời chúng ta, và đến thời điểm mà chúng ta nhận đó thì chúng ta sẽ có cho chính chúng ta. Nó ở đâu đó, cái phước hạnh của Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất này đó đã ban cho chúng ta rồi, và bây giờ cái quyết định đó là do chúng ta, chứ không phải tôi quyết định tôi có sự sống đời đời là do vợ tôi quyết định cho tôi. Không, vợ tôi cũng vậy, do cô quyết định, và tôi có trách nhiệm tôi quyết định cho chính đời sống của tôi. Và đó là cái ngụ ý dạy dỗ của cái câu chuyện này là như vậy đó quý vị. Người này có những cái đức tính tốt, nhưng cũng đổi lại có những điều đáng tiếc cho anh. Và đó là cái hình ảnh của nhân loại chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện này không phải để đem ra cho chúng ta sợ, nhưng để cho chúng ta suy nghĩ lại coi chúng ta có ở trong câu chuyện này không. Và nếu chúng ta là người tin Chúa Giê-xu rồi mà chúng ta quên đi rằng linh hồn của chúng ta là điều quan trọng nhất. Sao hôm nay quý vị nhìn thấy ban hát đứng đây mặc áo đẹp, hát thiệt là hay, thật là dễ thương, phải không ạ? Thật là thuộc phước, thật là vui vẻ. Tại sao vậy? Bởi vì ban hát của hội thánh ở đây đã chuẩn bị một cái đời sống, đó là vâng lời Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài. Không chỉ là những người làm việc trong cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng, yêu thương cộng đồng, mà chúng ta còn biệt riêng cái ngày. Ngày này là cái ngày mà Chúa dựng nên, mà Chúa nói là Chúa dựng nên 7 ngày, nhưng mà có một ngày các con phải yên nghỉ để thờ phượng ta. Như vậy thì thờ phượng là gì? Tại sao chúng ta thờ phượng? Thì nó có ở trong đây hết. Bởi vì cái người giàu này làm quần quật, nhưng quên một điều, đó là nghỉ ngơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh ta cũng nghỉ ngơi, nhưng mà anh ta thờ phượng chính cái bụng của mình. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi để chi? Để ăn. Thôi bây giờ mình nghỉ ngơi để chi? Để khỏe hơn. Thôi bây giờ để nghỉ ngơi để chi? Để suy nghĩ những kế hoạch kế tiếp. Không phải nghỉ ngơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chính cái đêm đó đó, anh ta đã qua đời. Tất cả các tài sản, tôi cũng hơi thắc mắc là không biết tài sản này donate vô hay là cho cái cơ quan nào, không biết, mà số tiền rất là lớn. Thì cách đây cũng vài hôm thì tôi có nhận được một cái tin tức từ cái báo chí tên là Sài Gòn Nhỏ News. Thì nó đã dẫn cái tít như thế này, chúng ta nhìn lên chúng ta thấy đó. Nếu có vụ nổ hạt nhân, làm gì trong thời gian vàng để an toàn? Chúng ta cũng có nghe những cái câu nói vừa qua, những cái lời bàn luận là cái cuộc chiến tranh ở đang châu Âu hiện nay giữa Nga và Ukraine, thì nó sẽ có cái việc mà người ta sẽ sử dụng những cái bom hạt nhân, nhưng mà nó ở trong cái tầm phạm vi nhỏ thôi. Chiến thuật gọi là bom hạt nhân chiến thuật, tôi mới học được từ đó. Bom hạt nhân mà bình thường đó thì nó sẽ tiêu diệt cả quốc gia, cả vùng, nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ tiêu diệt một cái quân đội nhỏ, một cái nhóm nhỏ, thì có khả năng nó sẽ xảy ra cái này, và cả châu Âu sẽ bị tiêu diệt bởi những cái trận nổ này. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi này, đây là một cái sự nghiên cứu, một cái sự cảnh báo nó nghiêm túc. Và người ta hỏi rằng trong cái thời gian vàng mà chúng ta nhận được cái thông tin từ AT&T hay là mobile gì đó không biết ha, cái gì đó của các hãng ha, họ nhắn tin là trong vòng một tiếng nữa sẽ có một vụ nổ hạt nhân tại thành phố nào đó, tôi không nói tên, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có một tiếng đồng hồ và 15 phút đầu tiên đó chúng ta phải làm gì để chúng ta tồn tại. Và tôi đọc trong cái đó tôi không có sợ, bởi vì mình có Chúa, mình bình an, mình không có sợ. Nhưng mà cái người không có Chúa đó thì họ sợ, họ truyền đạt cái tin này. Tôi nhận được cái tin này từ một tín đồ. Một tín đồ này vô cùng sợ hãi vì chuyên môn đọc những cái tin sợ hãi và gieo cho tôi để tôi sợ, nhưng mà tôi cười bởi vì tôi có Chúa. Nhưng mà cái điều này để làm gì? Nhắc cho mọi người nhớ rằng phải làm gì trong 15 phút đầu tiên đó, và chúng ta dặn rằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ đó phải ở đâu. Và trong cái bài viết này đó, nếu chúng ta bấm cái link này, chúng ta sẽ xem có những người hoảng loạn quá, quý vị không biết họ làm gì không. Họ nhảy xuống cống, họ để họ nứt ở dưới.
những cái hào, những cái cống rãnh ngoài đường phố đó. Quý vị, bây giờ chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đừng có để ý shop này shop kia mà để ý lỗ cống chỗ nào. Để làm chi khi mà có chuyện gì xảy ra thì chui xuống cống. Quý vị tưởng tượng cái đẹp trai đẹp cái gì quý vị chui xuống cống để chi, để an toàn. Trong cái bài này nó có sự hoảng loạn của người ta là như vậy đó, phải làm sao phải chui xuống cống để làm chi, để tránh cái nhiệt, cái bức xạ đó. Người ta nói rằng khi mà cái vụ nổ xảy ra mà quý vị nó có đôi mắt đẹp đó, thì nhắm mắt lại đừng có nhìn, bởi vì cái ánh sáng nó có thể làm mù mắt. Cho nên đọc cái bài này nó làm cho người ta sợ hãi vô cùng, và người ta nói phải làm sao. Đối với con cái Chúa thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta chuẩn bị bài thẳng chứ đừng chui xuống cống nha. Có cống cũng chui nữa, dán nhện gì tùm lum, tôi không thích biết cái con đó, quý vị cũng không thích phải không ạ? Cho nên cỡ nào thì chúng ta bay thẳng, có nghĩa là chúng ta về với Đức Chúa Trời chúng ta ở trên kia kìa. Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta một cái chỗ lớn lắm, thưa quý vị. Gia đình của anh Thuận và chị Trâm Anh rồi chị Chi, các cháu ở đây đó, hôm nay đến đây là may mắn lắm, bởi vì ở trong cái phân đoạn kinh thánh này nói về một cái hy vọng cho chúng ta. Hy vọng cho chúng ta rằng nếu thế giới có điều chi, khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta là cái nơi an toàn nhất, không phải là cái hầm trú ẩn. Bởi vì chúng ta tưởng tượng cái hầm trú ẩn nào á, mà trong cái bon ke mà có thể sống một tháng á, rồi sau đó chúng ta ăn cái gì? Cả thế giới chết hồi chúng ta ăn cái gì? Mà chúng ta có ăn cũng không ăn được nữa, bởi vì thức ăn nó bị nhiễm xạ hết rồi. Cho nên cái chỗ quan trọng nhất của chúng ta đó là trong Chúa Giê-xu của chúng ta. Và khi chúng ta đối diện với những cái điều như thế này đó, thì chúng ta bài thẳng chứ không có bài ngang, không có đi ngang, không có tìm chỗ nào hết, mà chúng ta về với Đức Chúa Trời. Cách đây vài tuần, vài tháng thì tôi cũng có đi một chiếc chuyến bay. Hôm nay chúng ta đi trên máy bay, anh Danh là chuyên gia đi máy bay nè. Thì có những cái chỗ mà nó gọi là turbulent. Nó đang bay bình thường, không phải hù anh chị nha. Anh chị sắp sửa bay nhưng mà tôi không có hù. Tự nhiên mình đang lơ lửng, mình đang phi công, bật đèn lên, xích beo lại, nhớ nhà xích beo là dán lại chứ không phải là xích cái con beo lại, dán lại, gắn lại gì nè, lúc trong đó bay là thấy chặt như vậy, ai đấy cũng xanh mặt, nó gì nó chắp sữa, có một cái chỗ mà chúng ta sẽ nhồi á, và tôi thì tôi cũng bình tĩnh, tôi cũng gắn, nhưng mà tôi không ngờ nó nhồi dữ như vậy đó. Nếu mà chúng ta ở trong cái restroom, ở trong cái toilet đó, thì chúng ta không có biết cái gì hết, chúng ta sẽ bị đập đầu xuống. Có ông mục sư cũng bị rồi, ổng tỉnh lại thì ổng thấy cái đầu ổng nằm trong cái lavabo, cái chỗ ngồi á. Tôi xin lỗi tôi nhắc chuyện đó, tại vì nó ghê gớm, nó thình lình lắm, máy bay thì lúc đó thì tôi nói Chúa ơi, nếu như có chuyện gì đó thì con sẽ nói lời chỉ tay với hội thánh thân yêu của con, nhưng mà con sẽ bay thẳng, bay lên với Chúa, bình an vô cùng. Nhưng mà tôi thấy có cặp vợ chồng kia nắm tay nhau, mình ơi anh yêu em yêu anh, nói giống như là họ chia tay trước khi chuyện xảy ra, mà may không có chuyện gì xảy ra. Cho nên tôi thấy cái đó cũng hay, cũng đẹp. Nhưng mà đó quý vị, những cái chuyện thần linh như cái câu chuyện này thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Tôi muốn điểm qua quý vị ba điều ngắn gọn để sau đó chúng ta còn đi ăn nữa. Tôi biết quý vị đói bụng rồi. Điều thứ nhất, cái người giàu ở trong câu chuyện này đó, ông ta đã trở thành nô lệ cho chính mình. Coi lại coi, đôi khi mình đang là nô lệ cho chính mình mà mình không hay, khổ dữ lắm à. Chịu khó siêng năng lắm nhưng mà khổ, không có hưởng thụ được. Cho đến lúc muốn hưởng thụ thì đời tàn rồi, và qua đời bất đắc kỳ tử, thưa quý vị. Điều thứ hai, cái người giàu ở trong câu chuyện này đó, ông ta chịu trách nhiệm về linh hồn của mình. Ông ta phải là người chịu trách nhiệm cho linh hồn của mình. Như tôi nói quý vị đó, chúng ta không thể quyết định được cho số phận của chúng ta, bởi vì Chúa định cho chúng ta rồi. Chúa muốn gọi, Chúa gọi, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái linh hồn đó, chứ linh hồn của chính mình. Điều thứ ba đó là chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta quá mong manh, như cái tựa đề của chúng ta, sự mong manh của đời người. Nó phù du lắm quý vị, nó trôi qua nhanh lắm quý vị ơi. Mà có một số câu kinh thánh để cho chúng ta nói, cho chúng ta thấy được chúng ta phải gìn giữ đời sống của mình, phải chuẩn bị đời sống của mình như thế nào để khi chúng ta gặp Chúa thì Ngài vỗ đầu chúng ta, Ngài nói rằng được lắm con, được lắm, hỡi đầy tớ trung tín của ta. Quý vị có thích điều đó không? Chúa của chúng ta trên thiên đàng, chúng ta lên tới cửa thiên đàng, Chúa vỗ đầu chúng ta, Ngài yêu chúng ta, Ngài nói được lắm con, ta thấy những việc con làm. Quý vị, cảm ơn Chúa. Tôi đi vào phần thứ nhất thật là nhanh cho quý vị giờ phút này. Thứ nhất là trở thành nô lệ cho chính mình. Rồi chúng ta đọc từ câu 16 cho đến câu 18 đó, chúng ta thấy rằng đây mô tả đến một cái người rất là siêng năng,
Quý vị có siêng năng không? Quý vị có siêng năng phải không ạ? Chúng ta cũng giống như người này, rất là siêng năng. Ở đây mô tả đến một cái người đàn ông đó. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Có nghĩa là ông này ổng cũng giỏi về làm nghề nông ha. Ổng thuê người làm cái này làm cái kia để mà phát triển cái nghề nông của mình. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết tài sản, sản vật, gia tài gì của ông ta. Và lại nói này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó. Có một cái điểm mà chúng ta cần phải để ý ở đây đó là chúng ta thấy cái vụ ngôn này đó là một trong những ngôn mà có chữ tôi nhiều nhất, chữ ta nhiều nhất. Hồi nãy tôi có highlight cho quý vị đó. Ta sẽ làm cái này, ta sẽ chuẩn bị cái này. Và ít nhất là có 3 lần tôi gặp ở đây thấy là ta phải làm thế nào, rồi ta sẽ làm cái này, ta phá cả kho tàng của ta. Nó nói lên một cái sự ích kỷ của một con người mà chỉ lo chăm chú vào những gì mình đang có, và thay vì để ý đến người khác, để ý đến cộng đồng, giúp đỡ người khác, thì chỉ thu gom về cho mình thật là nhiều và quên đi rằng mình có những điều này để mình chia sẻ và giúp đỡ cho người khác. Đó là điều mà Chúa Trời dựng nên con người theo cái ý tốt của Chúa là như vậy đó. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta yêu thương người khác. Chúng ta không có hù người khác. Sáng nay tôi nghe một câu kể, câu câu chuyện anh Thuận kể chuyện một người mới vừa từ Việt Nam sang, chân ướt chân ráo như anh. Anh nói phải chi mà tôi gặp một sư sớm, tôi thích cái câu đó, chút nữa anh nói nữa nha. Tôi nói anh may mắn, anh chị may mắn vì anh chị gặp được con cái của Chúa. Quý vị, tôi nói cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Anh chị vừa mới sang đây thì anh chị gặp những một số người đồng hương, thì thay vì họ có những lời khích lệ thì họ nhắc anh chị là anh chị phải đối diện cái này, chuẩn bị cái kia, để gặp cái nọ, coi chừng cái này, đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng thì anh chị căng thẳng phải không? Anh chị căng thẳng phải không? Nhưng mà Chúa Giê-xu thì là đấng phán rằng hãy đến cùng ta, ở những kẻ mệt mỏi về gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và Chúa Giê-xu phán điều đó đó bởi vì Ngài dạy con cái của Ngài là hội thánh ở đây nè. Cho nên khi mà anh chị mà gặp, quý vị mà gặp những người mà tin Chúa đó, như cái vị mục sư vừa rồi đến thăm anh chị, tặng quà cho anh chị đó, thì họ đang làm theo lời của Chúa. Đó là dẫn anh chị đến với Chúa Giê-xu để anh chị được nhẹ nhàng. Anh chị mà có đi qua Connecticut thì hội thánh của Chúa cũng giống như ở đây vậy đó, yêu thương. Còn nếu mà mình gặp những người mà ở ngoài đời đó, thì họ đem đến cho mình những cái sự lo lắng và sự căng thẳng. Đây, cái người ở trong cái câu chuyện này nè, quý vị thấy ông ta chỉ lo làm việc, và chỉ cái câu mà mình nghe ổng nói, toàn nói ổng thôi. Quý vị thấy không, ích kỷ cái con người thế gian là như vậy. Những cái người có Chúa, cái người mà của Chúa Giê-xu được cứu đó, Chúa cứu người đó, thì người đó sẽ đem đến sự vui mừng, sự bình an, sự khích lệ cho quý vị. Hãy đến với Chúa là như vậy thưa quý vị. Và chính cái người đàn ông này càng ngày càng bị lệ thuộc vào công việc, và chính mình ông làm nô lệ cho chính mình. Có người sẽ nói là ông nói gì kỳ vậy, tôi đang làm chủ mà. Không, ông đang làm nô lệ cho chính ông. Tôi có một người thân, cho đến khi mà dì của tôi á, người dì này qua đời á, dì để lại tài sản nhiều lắm, villa, hột xoàn, vàng, giàu lắm quý vị. Bởi vì dì đi tập kết ở miền Bắc rồi dì về sau 75 dì giàu lắm. Rồi càng ngày tôi thấy dì càng teo lại, đi thật lẽ phải bự ra, phải mập phấp pháp, phải xinh đẹp như quý vị phải không ạ? Nhưng mà dì lẩm bẩm tối ngày cứ lẩm bẩm, tôi không biết dì lẩm bẩm kinh hay là lẩm bẩm kinh Phật hay là dì lẩm bẩm cái gì tôi không biết. Mà cuối cùng thì tôi biết rằng dì đang tính toán dì có bao nhiêu. Một ngày kia thì dì đã qua đời, dì để lại số tài sản rất là nhiều. Mà cuộc đời lúc tôi còn trẻ, tôi nhìn thấy dì lúc nào cũng ăn mắm muối, cố gắng cực khổ để mà ký kết được số tiền để mà đầu tư. Cuối cùng dì không hưởng được gì hết. Quý vị thấy không, một con người không có Chúa là như vậy đó quý vị. Đang làm nô lệ cho chính mình mà mình không biết. Đây là tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Nhưng chúng ta có Chúa, chúng ta khác, chúng ta được hưởng. Và quý vị, thưa quý vị, nhiều khi trong tài khoản không còn một cát nào, nhưng mà được bình an, được vui vẻ, đồ ăn vẫn tới, dân sự Chúa, có thiếu thốn gì đâu. Khi có Chúa là có tất cả là như vậy đó thưa quý vị. Cảm ơn Chúa. Chương đạo đoạn 4 câu 6: Thà này một lòng bàn tay mà bình an
hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Chỉ có những người ở trong Chúa đó có sự bình an đó. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có sự bình an. Qua cái điều thứ hai nhỏ là gì? Khi đã có của cải dư dật, ông ta không hề nghĩ đến việc chia sớt của cải mình cho người khác. Thay vì tìm hạnh phúc trong sự san sẻ, ông ta cố sức bám lấy hạnh phúc bằng cách giữ chặt của cải của mình. Đó là con người thiên nhiên, con người bình thường. Ông đang tôn thờ chính mình, như Thánh Kinh đã nói, những người lấy bụng mình làm Chúa mình, lấy bụng mình làm Chúa mình, đang thờ chính mình đó. Cho nên là quý vị ơi, trong ngày nào đó mà quý vị trở thành những người mà thành công nhất, mà bắt buộc quý vị phải bỏ Chúa, bắt buộc quý vị phải bỏ nhóm, thì hãy nói rằng tôi được dựng nên với mục đích đó là thờ phượng Đức Chúa Trời. Có bắn tôi hay đuổi tôi hay cho tôi ra khỏi Twitter, có hai mấy ông CEO mới bị đuổi khỏi Twitter thì tôi không biết tội nào, nhưng mà lỡ như chúng ta đang là một CEO nổi tiếng và giỏi mà bị đuổi vì có niềm tin của chúng ta đó, tôi có Chúa là có tất cả, có sự bình an thôi quý vị. Quý vị thấy không, người đàn ông này đâu có Chúa đâu, cho nên ông làm mọi cách để ông giàu. Và khi ông giàu thì ông chẳng thờ phượng Chúa nữa. Thay vì phải đi thờ phượng Chúa, phải đi đến nhà thờ, phải đi thờ phượng Chúa, thì ông lại muốn nghỉ ngơi theo cách của mình và tôn thờ chính con người của mình. Ở trong Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu 19, sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm Chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc của thế gian mà thôi. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 21, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Cho nên hồi nãy chúng ta có đọc cái câu 21, nếu mà đầy đủ mà không có giàu có nơi Đức Chúa Trời đó thì cũng hư không. Giàu có là ở đây nè. Nếu chúng ta cất của cải của mình á ở trong Chúa đó, chúng ta đầu tư trên thiên đàng. Quý vị biết mỗi lần quý vị dâng hiến cho Chúa đó là quý vị đang để dành ở thiên đàng không? Tôi cảm ơn Chúa về điều đó. Từ rồi thì Hội Thánh đáng hôm nay chấp sự Tiên Ân đọc cái thư cảm ơn của một cái trung tâm cai nghiện gia đình DC. Họ gửi cái thơ mà tôi lưu vô quá, tôi chưa kênh cái thơ đó ra. Thì cái thơ đó cảm ơn vì cái sự dâng hiến của Hội Thánh. Hội Thánh nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta dâng hiến một số tiền mà vượt suy nghĩ của những Hội Thánh khác. Hội Thánh lớn cũng không dâng hiến được cái số tiền đó đâu. Cho nên cái tấm lòng của quý vị khi mà dâng hiến cho công việc Chúa đó, thì nó cho biết rằng quý vị đang để của cải ở đâu đó. Cảm ơn Chúa về cái tấm lòng của quý vị cho công việc của Chúa. Rồi khi quý vị giúp đỡ người khác đó, thì cũng cho biết quý vị đang giàu có như thế nào. Chúng ta đang để giúp. Vì Kinh Thánh nói rằng, nếu chúng ta giúp cho người nghèo, chính là chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn đó quý vị. Tuyệt vời không? Cho nên giúp cho người nghèo, giúp cho người khó khăn là chúng ta cho Chúa vay mượn. Chúng ta sẽ nói về cái điều này, làm sao để chúng ta có thể trở nên người tốt và trở nên con cái của Chúa trong cái công việc Chúa gọi chúng ta. Điều thứ hai chúng ta nói đó, cái người đàn ông này, ông phải chịu trách nhiệm về linh hồn của mình chứ không ai khác hết. Người giàu này tin rằng có linh hồn. Chúng ta đọc trong câu 19. Ông có thể là một người biết Chúa à, biết Đức Chúa Trời à, nói với linh hồn của mình à, phải không ạ? À? Và ông chuẩn bị cho linh hồn của mình một kế hoạch, nhưng mà nó không nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Ông nói với linh hồn của mình rõ ràng lắm. Đó, mà. Đó là cái triết lý của ông trong việc xây dựng cuộc sống và hưởng thụ. Đó là cái cách của người đàn ông này. Hãy coi ông ta nói với linh hồn như thế nào. Ông nói với linh hồn, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Đó là triết lý sống. Triết lý sống của cái ông này. Ông nói với linh hồn á. Cũng có một người nói với linh hồn của mình. Thay vì nói với linh hồn rằng hãy đi chơi cho nó sung sướng đi ha, nhưng mà cái người này ở trong Thi Thiên nói rằng hỡi linh hồn ta, cũng nói mình nói cho nó nghe nó nghiêm trọng chút xíu, nói chuyện với linh hồn ghê không, nói chuyện với linh hồn nghe nó trầm trọng giống thiệt. Chúng ta nói với linh hồn của chúng ta bảo nó hỡi linh hồn ta, chúng ta cùng đọc chung, hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài đã tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Nếu chúng ta nói với linh hồn chúng ta như vậy đó, chúng ta được như vậy đó. Vui quá quý vị, thấy không? Hôm nay hai gia đình bạn của chúng ta từ Việt Nam sang có sẵn sàng nói với linh hồn của mình rằng hãy thờ phượng Chúa, hãy đến Hội Thánh của Chúa, hãy thờ phượng Chúa,
hãy được chữa lành nha linh hồn. Sáng ngủ dậy thấy mỏi mệt quá, mình nói với linh hồn của chúng ta đừng có lạng hoạn à, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã tha thứ tội ngươi, chữa lành mọi bệnh tật của ngươi. Thay vì chúng ta đi đến bác sĩ thì chúng ta nói với linh hồn của mình như vậy, nó khác với cái chuyện mà ông kia ông nói với linh hồn của ông, ông dính dáng gì tới cái sự kính sợ Chúa ở đây hết á. Cho nên chúng ta thấy hai người cũng nói chuyện với linh hồn của mình, là người giàu ở trong câu chuyện này. Ông nói là ăn chơi đi, thoải mái đi. Hồi xưa ông biết có bà, có quán rượu, có cái chỗ gì ghê gớm, ông cũng vô, dám ông cũng vô, ông chơi trong đó lắm phải không à. Bây giờ thì cũng có đó. Nhưng mà thay vì như vậy thì chúng ta chịu trách nhiệm về cái điều chúng ta quyết định đó. Ở đây chúng ta nói rằng hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Và sao hôm nay chúng ta đã đến nhà của Chúa, thay vì chúng ta phải ở chỗ công việc làm. Quý vị thấy không? Việc làm thì chúng ta được trả gấp đôi. Nhưng mà cuối cùng của cái việc đó là gì? Suy nghĩ đi quý vị. Có một cái người đó bán trái cây ở chợ Bến Thành 30-40 năm trước rồi. Bà giàu lắm. Và bà quyết định rằng bà không có đi nhà thờ ngày Chủ nhật, mà bà bán trái cây để mà tại cái ngày đó người ta đi mua trái cây. Bà bán một cái vựa trái cây ở chợ Bến Thành, thu tiền vô nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm, giàu lắm. Không có lý ha, Chủ nhật mình đừng đi nhà thờ, mình bán trái cây mình có nhiều tiền hơn. Bà cất nhà lầu, bà bán trái cây mà cất nhà lầu, cháu con 30-40 năm trước. Thì cháu của bà kể cho chúng tôi nghe rằng một ngày kia thì bác sĩ cho biết rằng bà mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Bà bán hết, không phải bán trái cây, bán nhà, bán cửa, bán đồ hết để chữa cho cái bệnh của bà. Và cuối cùng thì bà qua đời. Bệnh thì cũng không lành, bà bán hết. Quý vị thấy cuộc đời của bà cố gắng lao động là vinh quang là tốt, nhưng quên đi sự thờ phượng Đức Chúa Trời, quên đi đấng mà ban cho chúng ta đó, chúng ta phải thờ phượng Ngài đó, thì quên đi cái điều đó và cuối cùng bà mất hết, giống như trong cái câu chuyện này thưa quý vị. Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 3, khi người ta nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình thuộc đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đau, không tránh khỏi đau. Nó xảy ra cho tất cả mọi người thưa quý vị. Cho nên chúng ta khá sửa soạn mà gặp mặt Đức Chúa Trời chúng ta, chuẩn bị đi. Cho nên tai họa thình lình vụt đến, nó thình lình vụt đến, cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Vì chúng ta là chịu trách nhiệm cho linh hồn và hành động của mỗi chúng ta. Hãy thờ phượng Chúa, hãy tin cậy Chúa. Và chúng ta đi qua phần thứ ba rất là quan trọng. Nhận ra cuộc sống quá mong manh. Cái người đàn ông này sống rất là chủ quan và không biết rằng có một đấng từ trên có quyền quyết định và đoạt sự sống của ông. Không biết Chúa đó. Bao nhiêu người chúng ta biết Đức Chúa Trời, bao nhiêu người chúng ta biết để có Đức Chúa Trời. Hơn 80% người Mỹ nói rằng tin rằng có Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ hơn phân nửa trong số đó mới thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó khác à. Tin rằng có Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là hai điều khác nhau. Cho nên ở đây ông này ông biết Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà ông không nhận ra rằng Đức Chúa Trời là đấng có quyền tước đoạt cái mạng sống của ông ngay trong một cái đêm nào đó. Không may cho ông chưa hưởng được cái gì cả. Ông đã lao nhập nhưng ông không được hưởng thụ thành quả của mình. Vì sự chết thình lình xảy đến lúc sự nghiệp của ông ta là rất là nhanh chóng và ông ta không thể nào mà định đoạt, không thể nào mà chuẩn bị trước được. Có một CEO, chúng ta cũng biết là ông Steve Jobs. Đây là một cái câu nói mà tôi muốn đưa vào trong bài giảng sau hôm nay để nhắc nhở chúng ta. Một người này rất là thành công, ông là tỷ phú đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng để lại khối tài sản khổng lồ và ông đã qua đời, mặc dù ông rất giỏi. Tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là hình ảnh thu nhỏ của thành công. Tuy nhiên ngoài công việc, tôi có niềm vui nho nhỏ. Cuối cùng, sự giàu có của tôi chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi đã quen. Và lúc này nằm trên giường và nhớ lại cuộc sống của mình, tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi rất tự hào đã biến mất và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết của tôi. Một tỷ phú, một người doanh nhân thành lập nên cái hãng Apple. Chúng ta có xài điện thoại di động Apple đó. Vừa rồi Việt Nam mà ra cái Apple 14, phone 14 này là hút hàng trái hàng luôn ha quý vị. À, nổi tiếng như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng ông nói một câu mà tôi phải nhớ, tôi nhắc nhở tôi và tôi phải đem cái câu này vào trong đây để nhắc nhở chúng ta là
Vào lúc này nằm trên giường và nhớ lại cuộc sống mình, tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi rất tự hào đã biến mất và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết của tôi. Như vậy thì chúng ta phải làm gì trong cuộc sống hiện tại của chúng ta? Hãy đến với Chúa Giêsu và thờ phượng Ngài. Hãy tiếp nhận Ngài vào cuộc sống của mình ngay ngày hôm nay, thưa quý vị. Đó là quyết định khôn ngoan của chúng ta. Tôi không biết ông Steve Jobs có tin Chúa hay không, ở trong gia đình của ông có phải là Cơ Đốc nhân hay không. Nhưng mà những tháng ngày ông lao động, ông cống hiến cho chúng ta những cái iPad, MacBook, iPhone, những cái phone mà chúng ta xài, chúng ta rất là thích, phải không ạ? Ông cống hiến cho chúng ta đó, chúng ta không quên ơn của ông, chúng ta yêu mến ông. Nhưng có một điều ông không thể làm được, đó là quyết định để mà theo Chúa. Tôi rất tiếc là trong cuộc đời của ông không có chỗ nào ghi rằng ông là một Cơ Đốc nhân kính sợ với Chúa Trời. Quý vị có sẵn sàng làm con cái Chúa không? Cho dù quý vị bước đi ở chỗ nào thì Đức Chúa Trời vẫn ở với quý vị và bán bước cho quý vị. Chúng ta không giàu có đâu, nhưng chúng ta có sự bình an. Chúng ta bỏ tiền ra mua sự bình an cũng không có được sự bình an. Sáng nay tôi nói chuyện với lại cháu Nhật em đó, thì tôi kể về câu chuyện của Yahoo. Yahoo mới sang Mỹ, rồi thì Yahoo yêu mến Chúa rồi. Lúc đó thì tôi cứ nói cái chữ Chúa ở đây, bởi vì tôi cũng muốn tiếp cận nói chuyện. Nhưng mà Yahoo, cái điều mà con trai của tôi sinh năm 2003, lớn hơn cháu em cũng 2 tuổi gì đó. Yahoo đã, con trai của tôi đó, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, trung tín với Chúa. Rồi thì Chúa cho học từ lớp 5 tới lớp 12, lúc nào cũng đạt điểm tốt. Và quan trọng nhất là khi mình ra trường đó, nó được một cái học bổng để nó học cái trường tốt nhất, ở tại một trong 8 cái trường tốt nhất tại Hoa Kỳ. Thì tôi không có khoe ở đây, nhưng chúng ta tìm hiểu đến cái lý do mà để cho một người như cháu thành công và quý vị cũng thành công như vậy là bởi tại sao? Là bởi vì nhận biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Chính Ngài là đấng quyết định cho sự thành công của chúng ta. Cho nên bây giờ cháu đi đâu, cháu cũng hầu việc Chúa, cháu cũng thờ phượng, cháu cũng đờn như tôi, cháu cũng tham gia. Và ngay giờ này như cháu cũng đang online với chúng ta để thờ phượng Chúa, mặc dù rất bận rộn trong việc học. Cho nên con cháu của chúng ta và cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được phước nếu như chúng ta quyết định ngày hôm nay còn sẽ để Chúa làm chủ cuộc đời con. Quan trọng là đấng mà con phải thờ phượng. Thờ phượng không phải là chúng ta phải đến nhà thờ rồi bắt buộc chúng ta phải ở đó 24/7. Nhưng thờ phượng Chúa là Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng nghĩ về Chúa. Chúa là ưu tiên, Chúa là số 1. Tôi nghĩ rằng ông người giàu ở trong cái câu chuyện này mà ổng yêu mến Chúa đó, thì ổng sẽ sống lâu hơn nữa và cái gia tài của ổng sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người khác nữa. Quý vị, chúng ta đi đến cái phần cuối cùng của chúng ta đó. Trước khi đó thì có một trước giả kinh thánh 3.400 năm trước, tức là một xem ông đã cầu nguyện như thế này: về đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đời sống chóng qua, cái thi thiên này đọc thì hơi buồn. Buồn không phải tới nó đượm cái chất mà cho chúng ta suy tư nhiều đó, nhưng mà nó rất là khôn ngoan ở chỗ này. Đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi, là cuộc đời của một con người là như vậy. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Đếm, làm sao chúng ta đếm đây? Ngày nào chúng ta sống trên đất phải là một ngày chất lượng. Chất lượng không phải là ăn đủ, chất lượng không phải là tôi tốt hơn người khác, tôi phải ngon lành hơn, tôi may mắn hơn. Chất lượng ở đây là thỏa lòng ở trong Chúa đó. Làm sao có sự thỏa lòng? Tôi chỉ cho quý vị cái con đường này. Làm sao có sự thỏa lòng? Phải giàu có ở trong Chúa. Mà giàu có trong Chúa là sao? Kinh Thánh Chúa nói rằng hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Chúng ta thường nghe cái chữ giàu có đây là chúng ta nó phải có vàng, kim cương, hộp xoàn, tiền nhiều, nhà băng đầy tiền thì mới giàu, phải không ạ? Nhưng mà cái khái niệm về sự giàu có ở đây nó khác hoàn toàn. Cái chữ giàu ở đây không phải tôi nói đến vật chất đâu. Cái chữ giàu ở đây là gì? Là gì? Giàu có nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là tích lũy những gì mà Chúa tích lũy. Nó dĩ nhiên vàng là của Chúa, bạc là của Chúa, nhưng mà Chúa tích lũy cái gì? Nó bao gồm mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Có cái bài hát là Chúa ở đâu thì tôi ở đó, Chúa đi, when you move, I move. Có người bị hát bài đó không? When you stand, I stand, I will follow. Vì do tôi thích bài đó lắm à.
Chúa ở đâu chúng ta ở đó, Chúa thích cái gì, Chúa làm cái gì, Chúa muốn cái gì thì chúng ta cũng y như vậy, đó là giàu có đó. Chúng ta trở nên như Chúa thì chúng ta có đầy đủ ở trong Chúa. Đó là giàu có đó. Quý vị, tôi không biết là ở đây ai giàu nhất, nhưng mà cái người giàu có thật sự đó là cái người mà làm theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta nên có cái mối quan hệ với Chúa và với những người khác nữa. Ông già nhà giàu này, ông không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, ông không biết Chúa là ai luôn. Mà ông cũng không có thể giúp người nghèo luôn. Cho nên để giúp cho người nghèo á, chúng ta phải yêu mến Chúa. Để mà có thể giúp đỡ cho người khác á, chúng ta phải kết nối với Chúa. Chứ còn chúng ta chỉ giúp cho người khác mà không biết kính sợ Chúa đó, chúng ta chỉ làm từ thiện mà. Chúng ta nhớ điều đó, chúng ta chỉ làm điều tốt mà ta gọi là gì? Tu thân thích đức á. Chúng ta đang làm điều thiện á, để mà tích điểm á. Không có cái khái niệm đó ở trong Cơ Đốc giáo của chúng ta. Không có cái khái niệm đó. Hãy chúng ta trở nên giống như Chúa thì chúng ta sẽ làm những cái việc giống như Chúa chúng ta. Đơn giản là như vậy. Cho nên quý vị, nếu chúng ta chưa có kết nối với Chúa, hãy lập tức trở về kết nối với Chúa đi. Nếu con chưa yêu mến Chúa thì con không thể yêu mến người ta được. Chúa là đấng con không thấy. Thì cái người mà con thấy làm sao con nói con yêu họ được? Con yêu Chúa là đấng con không thấy thì con mới yêu cái người mà con thấy được. Cho nên ở đây nó bao gồm cái mối quan hệ giữa tôi với Chúa và những người khác, tức là quan tâm đến người khác, những linh hồn lạc lối, rồi tình yêu và lòng trắc ẩn cho những ai bị thương tổn đau khổ tuyệt vọng. Cho nên tự nhiên chúng ta đi qua đi lại, chúng ta thấy có một người đau khổ tuyệt vọng, chúng ta thấy có một người chán nản buồn bã, chúng ta không thấy yên ổn được trong lòng. Quý vị ơi, hãy mừng đi, bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta đó, đang khuấy động chúng ta đó. Chứ còn chúng ta như phớt tỉnh ăn lê, chúng ta có cái câu đó, đi qua đi lại kệ nó đi, tại trường này nó ác dữ lắm rồi, con kệ ráng đời ráng chịu, cái như là quả báo nhãn tiền thôi ráng chịu. Thưa quý vị, phần đó là phần của họ, nhưng phần chúng ta là phải giúp đỡ. Đó là lý do mà những người tin lành tốt là như vậy đó, bởi vì chúng tôi có Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa của chúng ta, và tôi muốn dừng lại ở chỗ này trong sự cầu nguyện của chúng ta sáng hôm nay. Giàu có đến với Đức Chúa Trời là giàu hành động tốt, giàu lòng quảng đại và giàu mối quan hệ, bởi vì Chúa chúng ta là như vậy. Và khi chúng ta yêu mến Chúa rồi thì chúng ta sẽ có những điều tốt để chúng ta có thể giúp người khác. Nếu chúng ta muốn, chúng ta không có đủ khả năng để giúp cho người đó, thì Đức Chúa Trời sẽ tạo cái điều kiện và cơ hội để chúng ta có thể giúp cho người khác là như vậy. Như vậy thì xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện theo ý nghĩa của bài học này buổi sáng hôm nay. Mỗi người chúng ta đến với Chúa yên lặng và cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, lập lại mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời, kết nối lại với Chúa. Nếu những ngày qua chúng ta mất đi cái sự kết nối đó, nếu những ngày qua chúng ta chỉ làm những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng người khác thấy, nhưng có một Đức Chúa Trời thấy và Ngài ban thưởng cho những gì đó thật lòng chúng ta, trở lại với mối quan hệ với Chúa. Hãy nhớ rằng cuộc sống chúng ta rất mong manh, quý vị. Trời ơi, giờ này chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cầu xin Ngài lắng nghe là cầu nguyện của chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con. Hallelujah. Chúng ta yên lặng hướng lòng về Chúa buổi sáng hôm nay. Đấng vô hình đang ở đây với chúng ta, mắt chúng ta không thấy được nhưng Ngài đang ở đây với chúng ta. Và đặc biệt Ngài muốn bước vào đời sống của gia đình anh Thuận, chị Trâm Anh, chị Nhi, chị Chi, cháu Nhân Em, Nhật Em, cháu Huy. Buổi sáng hôm nay đang khi quý vị nhắm mắt xuống, đừng nhìn, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, đừng nhìn đâu quanh quất. Chúng ta kêu gọi sự quan hệ, mối quan hệ, thiết lập mối quan hệ đó ở trong đời sống của chúng ta với Đức Chúa Trời. Xin hỏi gia đình của anh Thuận và chị Trâm Anh, chị Chi và các cháu có muốn đến với Chúa không? Mục sư sẽ cầu nguyện để mời Chúa vào cuộc đời. Cảm ơn Chúa, anh Thuận đã gật đầu. Xin mời anh lên đây. Dạ, yeah, cả gia đình mình lên. Dạ, yeah, xin chúng ta cùng lên để chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, thưa quý vị. Cảm ơn Chúa, anh là người hồi sáng tôi thấy có tấm lòng để sẵn sàng tiếp nhận Chúa khi tôi nói chuyện với anh. Anh rất là mở lòng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cứ cầu nguyện đi quý vị. Cháu Nhật Em có muốn lên thì một sư mời cháu Nhật Em lên đây.
để cùng cầu nguyện với mục sư. Mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Đơn giản là mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa cho đời sống của mình. À, đơn giản. Nếu mà ngại thì mục sư có thể xuống dưới, không sao cả. Xin mời quý vị cùng lên đây với chúng tôi để chúng ta cùng cầu nguyện. Có thêm gia đình của chị Trâm Anh và chị... Vâng, đừng ngại quý vị. Trong khi đó chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta cùng hiệp lại trong sự cầu nguyện. Mục sư muốn nói một điều quan trọng. Đây không phải là vô một cái đạo. Đừng nghĩ trong đầu là mình vô một cái đạo tinh lành. Không có. Chúng ta không có gia nhập một cái đạo. Nhưng chúng ta bước vào cái mối quan hệ với đấng tạo dựng nên chúng ta là Đức Chúa Trời. Đây là đạo tinh lành, đạo Công giáo hay đạo gì, nó quan trọng hơn đạo nữa. Nhưng mà nó là một cái mối quan hệ. Cho dù anh chị có đi đâu thì chúng ta có một cái gia đình của những người có cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Quan trọng là cái đó chứ không phải là đạo. Cho nên mình đừng nói người ta là tôi mới gia nhập đạo. Không có, tôi mới có một cái niềm tin thật sự với Đức Chúa Trời mà tôi đã trở về để thờ phượng Chúa. Đơn giản là như vậy. Rồi một điều nữa đó là cách đây 2000 năm Chúa Giê-xu đã đến. Mình nghe Chúa Giê-xu đó, thì hôm nay Chúa Giê-xu đó muốn bước vào lòng của anh chị. Anh chị đi xa, các cháu đi xa nhà Chúa lâu rồi mình không có thờ phượng Chúa, thì bây giờ mình làm lại điều đó. Tại sao nước Mỹ được phước? Là bởi vì cả nước Mỹ này, nhiều người Mỹ họ đã tạo dựng nên, xây dựng nước Mỹ này bằng cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Giê-xu. Cho nên Đức Chúa Trời ban phước cho họ là như vậy đó. Bây giờ mình cũng làm giống như vậy. Tôi có quyền để đến với Chúa và tôi mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của tôi. Thì lý do mà chúng ta tin Chúa là để có một cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu mời Ngài làm chủ của cuộc đời mình. Và tất cả chúng ta mới đến với Chúa thì chúng ta chưa có biết cách để chúng ta cầu nguyện. Thành ra thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị lặp lại lời cầu nguyện của tôi như là lời cầu nguyện của quý vị nha. Em sẵn sàng không? Em cũng lặp lại theo là mục sư ha. Chị Trâm Anh sẵn sàng tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của chị. Rồi những ngày tới này như thế nào thì hội thánh sẽ cầu nguyện vậy, dạy lời Chúa thêm cho chị. Điều quan trọng là Chúa bước vào cuộc đời của chị thôi. Chị Chi cũng sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Tôi hỏi như vậy để xác nhận đó là quý vị sẵn sàng rồi ha. Cháu Huy cũng vậy ha. Cháu Huy cũng mời Chúa bước vào cuộc đời của cháu Huy. Đồng ý rồi, dễ thương lắm. Anh thì tôi biết anh từ lúc đầu, anh có những lời rất là đơn sơ và tôi biết rằng anh sẽ là người thuộc về Chúa đó. Nhưng mà bây giờ thì anh đã đến với Chúa rồi. Vâng, bây giờ xin chúng ta cùng nhắm mắt lại ha và lặp lại lời cầu nguyện của tôi. Kính lạy Chúa Giê-xu. Kính lạy Chúa Giê-xu. Em lặp lại lớn lên, tất cả chúng ta cùng lặp lại lớn. Kính lạy Chúa Giê-xu. Buổi sáng hôm nay con đến với Chúa. Buổi sáng hôm nay con đến với Chúa. Với lòng thành. Với lòng thành. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi của con. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi của con. Vì lâu nay con không biết thờ phượng Chúa. Vì lâu nay con không biết thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay con quyết định. Buổi sáng hôm nay con quyết định. Mời Chúa Giê-xu vào, bước vào cuộc đời con. Mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời con. Kể từ giờ phút này. Kể từ giờ phút này, con thuộc về Chúa Giê-xu. Con thuộc về Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Chúng ta vỗ tay để chào mừng gia đình này đã đến với Chúa Giê-xu, hai gia đình. Bây giờ mục sư muốn mời chấp sự thiên ân để cầu nguyện dâng tất cả những gia đình anh chị em này trong tay của Chúa. Xin mời chấp sự thiên ân lên đây để cầu nguyện ha. Mục sư sẽ cầu nguyện với thiên ân. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để chấp sự thiên ân sẽ cầu nguyện cho chúng ta, dâng chúng ta cho Chúa. Xin mời ý và ông xin phép cầu nguyện. Kính lạy Cha thiên thượng, buổi sáng nay chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đem gia đình của chú Thuận, cô Lâm Anh, gia đình của cô Chi, bé Nhật An và Huy. Bé Huy chưa, buổi sáng hôm nay đến và họ đã tiếp nhận Ngài. Chúng con dâng họ cho Ngài buổi sáng hôm nay. Chúng con trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con quỷ phá những cái sự thờ phượng không đúng đắn trong quá khứ. Và trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con chặt đứt hết tất cả những sự rủa xả của tổ tiên hoặc là những sự thờ phượng không đúng đắn trong quá khứ. Và giờ này chúng con dâng đời sống của gia đình của chú Thuận và chị cô Lâm Anh và cô Chi và hai con
của con ngay giờ này. Xin Ngài gìn giữ, bảo vệ họ và chúc phước trên đời sống của họ, Chúa ơi, để nơi nào họ đi luôn luôn được kinh nghiệm Chúa mỗi ngày hơn trong đời sống của họ. Chúng con cũng cầu xin Chúa xin sử dụng mọi một chúng con, Chúa ơi, và những người sẽ tiếp tục chia sẻ những gì chúng con kinh nghiệm về Chúa khi trong bước đường chúng con đi với Ngài, để cho họ được lớn lên và trưởng thành, Chúa ơi, trong một gia đình cơ đốc, gia đình chúng con tin vào Đức Chúa Trời, là người Việt Nam chúng con gọi là ông trời, để chúng con biết rằng chúng con thờ phượng, chúng con trở về với cội nguồn của chúng con, Chúa ơi, là đấng tạo hóa của chúng con, là Đức Chúa Trời của người Mỹ, của người Việt Nam, của người Do Thái và bất cứ những sắc dân nào trên thế giới này. Khi chúng con nhận biết Ngài là cha của chúng con, là rất là yêu thương chúng con, và Ngài đã hy sinh để mua chuộc chúng con, nên chúng con chúc phước cho đời sống của họ, và xin Ngài gìn giữ và dẫn dắt họ để mỗi bước đường nơi nào họ đi, việc họ làm được thành công, Chúa ơi, được thành vượng như là lời hứa của Chúa đã ban cho chúng con là những người tin nhận Ngài, và xin Ngài cũng ban cho họ. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi bạn chị trở về đó, thì tặng cho chị món quà nhỏ của Hội Thánh. Đây là một cái quyển sách nói về tin mừng cho người Việt, để mình đọc thêm, để mình hiểu thêm ha. Chị có thể nhờ cháu đọc cho chị ha. Đây, tặng chị, tặng cháu em đây. Rồi, cháu Huy cũng vậy luôn. Cháu Huy cũng sẽ có một quyển để cháu khi nào rảnh thì đọc ha. Rồi, cảm ơn gia đình. Xin chúng ta trở về chỗ. Dạ, cảm ơn. Rồi, rất là vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ... xin mời Huệ lên đây. Huệ lên đây. Huệ nói. Dạ. Bật lên. Anh Danh mở giúp cho cái microphone cho Huệ. Màu đen. Dạ. Ngồi nãy giờ nghe mục sư giảng mà cộng thêm gia đình anh chị Thuận Huệ tự nhiên cái cảm động mà Chúa nhắc nhở, cũng muốn tặng cho anh chị một bài đi chung với bài giảng của mục sư nãy giờ, là Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta đó. Thầy hồi mới nhớ là cái bài của mục sư là bài Jehovah Shammah. Bài này á, không biết là tại vì mình cùng chung một dòng dân tộc với nhau, cũng là người Khmer, Huệ rất là cảm động, tại vì gia đình Huệ ở bên Việt Nam á, Huệ cũng là một người tin Chúa đầu tiên ở tại gia đình. Mà ở ngay vùng giữa Bạc Liêu với Vĩnh Châu á, thì có một cái chùa tên là chùa Prechop. Đó là cái trước nhà của Kim Huệ á, là có một cái chùa rất là lớn luôn. Và người dân tộc Khmer á, thường là toàn là lớn lên Phật giáo không à. Rồi mấy tuần trước khi mà Huệ còn ở Việt Nam á, thì tới một cái mùa lễ kêu là Pichung. Mà lúc đó Huệ về là cầu nguyện cho ba, tại vì ba đã tin nhận Chúa rồi nhưng mà không có giữ được cái đức tin của mình á. Mà nó cũng rất là khó lắm, tại vì ngày nào cũng nghe ở bên chùa đó người ta sốt bánh đó cha, đọc kinh mỗi ngày luôn, sáng sớm, nhiều khi sáng sớm 4-5 giờ sáng là lúc mà cái mùa đó là họ đọc rồi cái tiếng nó cứ văng vẳng luôn cả mình, nhiều khi mình cố quên mình cũng không quên được, mình thuộc lòng luôn nha. Cái đó mình biết là cái linh nó rất là mạnh rồi, những cái bài đó nó luôn mình nghe từ nhỏ tới lớn mà, cho nên nó rất là khó. Mà khi cho nên là lúc nào mình cũng cần lời Chúa. Giống như mục sư hồi nãy mới nói, mình cầu nguyện tin Chúa không phải là mình vô một cái đạo. Ở Việt Nam hồi xưa họ ưa nói là đạo của Mỹ. Thật sự là tin Chúa không phải là đạo của Mỹ, cũng không phải là đạo của Việt Nam hay là một đạo. Tin Chúa chỉ đơn giản là mình bây giờ nhận biết là đấng đã tạo hóa ra mình là con người. Mình biết, bây giờ mình biết sự thật của nó, thì bây giờ mình trở về với cái nguồn gốc là Đức Chúa Trời tạo dựng con người để làm gì? Để có một mối quan hệ giữa mình với Chúa, mình trở lại cái đúng, cái trật tự đúng đắn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra mình. Mình nhận biết điều đó rồi, mình cảm ơn Chúa điều đó. Mình bây giờ mình chỉ biết là có Chúa thôi, thì Chúa luôn luôn hằng chăm sóc cho mình. Đó, bài này cũng nói về Đức Chúa Trời, Đức Jehovah Shammah. Một sư đàn hát. Dạ, lại chung.
bài này Huệ xin tặng cho gia đình nha. Rồi ngợi khen Chúa về tặng luôn cho gia đình. Lạy Chúa tôi, Jehovah Shammah, danh Ngài luôn ở cùng bên, danh Chúa Jehovah Shammah, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài, khi Chúa đi cùng. Gia đình mà rất nhiều người trong gia đình tin nhận Chúa, nhưng cũng một số người là giống như tin Chúa rồi, những cái cám dỗ của thế gian, những cái phong tục xưa cũ đó, thì giống như là mỗi những hạt giống mà Chúa gieo ra đó, thì nhiều khi á, Chúa cho mình đậu trong Chúa thì là mình cảm nhận được cái sự phước hạnh của Chúa ban cho cái đời sống của mình á. Em nói với tất cả tấm lòng á, là một cái điều mà vui, mà thỏa lòng nhất á, là mình thật sự được tin nhận Chúa và biết Chúa là ai. Cái đó là một cái điều bình an mà Chúa cho mình á, không có thể nào so sánh được những cái thế giới bên kia ngoài. Vật chất cho, mặc dù cuộc sống nó thiếu tốn, nó sẽ dẫn dắt mình đi tới cái chỗ phạm tội, đi tới cái chỗ mà giống như là cám dỗ. Nhưng mà thật sự nếu mình có Chúa đó thì không có cái sự bình an đó, nó không có rời khỏi mình. Đó là tấm lòng Huệ khuyên là anh chị khi mà mình cầu nguyện tin Chúa, nó là một cái khởi đầu, một khởi đầu, nhưng mà cái khởi đầu đó nó vừa là vui vẻ, vừa là bình an, vừa phước hạnh, nhưng mà cũng có vừa là cái bắt đầu cái sự cám dỗ. Thì ma quỷ nó sẽ luôn luôn đánh đổi để mà giành giật lại cái linh hồn của mình ra khỏi Chúa. Cho nên là Huệ muốn cầu nguyện để mà Chúa gìn giữ gia đình chú và cô với mấy đứa em, nhất là mấy đứa em ở nước Mỹ này, nó sẽ có những thứ mà mình phải kể như là phải tìm cầu Chúa và cầu nguyện rất là nhiều. Để nói những cái lời này để Huệ làm chứng, sơ có thời gian cho tí xíu làm chứng ha. Huệ buôn bán mấy cái đồ của Huệ buôn bán đó bây giờ đó là nó giống như là sống trong một cái thế giới ảo của người Nhật đó, là chuyện tranh đồ này nọ đó. Mà mấy ngày hôm nay thì Huệ lại có một cái convention ở trong đó. Huệ phải là một người buôn bán hàng đó thì mình phải có mặt ở đó.
Nhưng mà tự nhiên mà mấy ngày hôm nay đó, hồi nãy Thiên Ân kêu là rồi làm Huệ cũng không có được chuẩn bị tâm thần để mà chia sẻ điều này. Mình sống, mình thấy nhiều người rất là đi qua lại, nhưng mà những người đó họ ăn mặc dress up giống như là vừa công chúa, vừa tiên nữ, vừa ma quỷ, đủ thứ thành phần ở trong đó nữa. Cái tự nhiên mình giống như là một người tin nhận Chúa, có ánh sáng của Chúa, ngồi trong đó nhìn người đi qua lại, rồi tự nhiên hỏi Chúa, mấy người này có biết Chúa hay không? Trong lòng họ có biết nhận biết Chúa hay không? Cái tự nhiên mà giống như là cái vừa trong cái khu vui mà nhộn nhịp, mà tự nhiên cái mình có một cái cảm giác buồn cho họ. Tại vì họ đang sống trong một cái thế giới ảo, và đang sống giống như là không có biết họ có hy vọng hay không. Đó là cái điều chia sẻ của Huệ hôm nay. Bây giờ công miệng cho gia đình của anh chị Thuận với lại chị Chi với các cháu trong những ngày sắp tới này ha. Hallelujah, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay Ngài đã dẫn dắt gia đình anh Thuận và chị Chi cùng mấy đứa cháu đến nơi này để có dịp nhận biết Chúa, để có dịp Chúa ơi để tin nhận Ngài. Cái đó là một điều mà con cảm ơn Chúa, mà con biết rằng thiên sứ ở trên trời cũng vui mừng rỡ vì có một gia đình đã tin nhận Chúa trở về với cội nguồn của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa điều đó. Chúa ơi, Ngài đã đặt trong lòng con có một sự thương xót đặc biệt với gia đình anh Thuận sáng hôm nay. Amen. Thì con cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa Ngài gìn giữ. Bây giờ gia đình ảnh đã tin nhận, đã miền đã xưng ra, thì lạy Chúa con xin Đức Chúa Trời Ngài hằng luôn ở bên, là Đức Chúa Trời Shama ở cùng và gìn giữ gia đình này Chúa ơi, trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa Ngài dẫn dắt, mặc dù ở đây hay đi một nơi nào khác, thì lạy Chúa xin Chúa Ngài gửi những anh chị em đã tin nhận Chúa, đã biết về Chúa để mà săn sóc cho gia đình. Xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, và Chúa ơi, xin Chúa Ngài chăm sóc và thăm viếng gia đình một cách gần gũi và đặc biệt trên gia đình này. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin thần của Ngài đổ xuống, đổ phước từ ngày hôm nay cho tới mai sau. Xin Chúa Ngài gìn giữ và nắm chặt lại, và cho tấm lòng của gia đình anh Thuận, Chúa ơi, luôn luôn sẽ nhớ tới Ngài, sẽ không quên mà sẽ trở về và tìm kiếm những phước hạnh của Chúa Ngài để dành cho gia đình từ bấy hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa. Con hết lòng và thánh thần cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn cô Huệ đã nói là những cái sự cảm động mà chúng ta rất là đáng ghi nhận. Và giờ này thì chúng ta cùng đứng lên, tôi sẽ chúc phước cho quý vị trước khi chúng ta sẽ đến một cái chỗ để chúng ta sẽ ăn trưa với nhau. Không biết là có thông báo chỗ nào không, cụ thể không? Dạ phở con ạ. Phở tìm phở Peoria 67. Nói để cho mọi người biết rõ đi, tại vì hồi xưa cũng không rành lắm. Dạ, thì cái tiệm ăn Việt Nam mà bữa mình có đi ghé ăn ở ngay chỗ cái chợ Qua Mọt trên đường 67 với Peoria. 67 với Peoria, dạ. Rồi. Là mình chạy xuống đây rồi mình quẹo trái, rồi tới cái đèn bên kia là... Nhớ rồi. Nhắc mới nhớ. Dạ, rồi xin chúng ta cùng đưa tay lên để nhận phước hạnh của Chúa. Tôi xin chúc phước cho quý vị. Gia đình của anh cũng đưa lên luôn, anh Thuận. Đúng rồi, chúng ta nhận phước của Chúa mà. Đưa lên về để nhận nè, chứ người đơn giản nó chảy xuống tay chúng ta hết. Đưa lên về để nhận đây, đúng rồi quý vị. Đúng rồi, tất cả chúng ta cùng nhắm mắt lại để tôi chúc phước cho quý vị nha. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài đã đổ trên hội thánh của Chúa trong những ngày tháng qua và sáng hôm nay, thật là mang đậm dấu ấn của yêu thương và quyền năng của Ngài. Chúng con đưa tay lên để nhận lãnh phước hạnh của Chúa trong một tuần lễ mới, và đặc biệt trên gia đình của anh Thuận, chị Trâm Anh và chị Chi, hai cháu En và cháu Huy, những người mới trong Chúa, nhận lấy ơn càng thêm ơn phước, càng thêm phước, và Ngài bảo vệ gìn giữ họ. Nếu họ có bệnh tật gì, Ngài cũng chữa lành cho họ. Chúng con cũng cầu nguyện cho dân sự của Chúa trong một tuần lễ mới này đầy sự bình an. Tay này giơ lên thì cũng sẽ đụng vào những gì chúng con làm, đều cũng thành công, thịnh vượng. Chúng con chúc phước cho một tuần lễ mới có sự hiện diện và yêu thương của Đức Chúa Cha chúng con, ân điển của Cứu Chúa Giêsu, quyền năng và ân tứ của Thánh Linh Chúa ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Amen. Lễ chung, cảm ơn hội thánh. Cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn. Hôm nay là...
cái mục sư nó quyết định nó coi trên phải có mục sư để thật sự và đúng với lại cái tình cảm rồi.